Đây sẽ là một video bốc phốt tấm cọ rửa melamine mà rất là nhiều TikToker review luôn. Xem trên TikTok thấy bảo món này tẩy gì cũng được luôn. Thế là mình đã xui thằng em vẽ bậy thật nhiều lên tường. Quả này mà không tẩy được thì xác định là bố cho ăn đòn rồi. Ôi dồi ôi, nó không tẩy được thật ý. Em ơi là em, quả này hy sinh thay anh nhá. Ôi dồi ôi, sau đấy mình phát hiện ra là mình quên chưa tẩm nước. Cái vết bút bi này bay trong một nốt nhạc luôn. Hay mấy cái vết này vẽ hơi đậm ấy nên là cũng hơi mất thời gian một tí. Nhưng rồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mình đã đi tìm các vết bẩn ở trong nhà và đa số đều tẩy được hết nha. Cứ phải gọi là được của nó. Nếu mà bẩn thì có thể giặt đi để tái sử dụng nha. Mình bốc phốt nó cái lúc mà tưởng là ăn đòn rồi, nhưng mà sản phẩm này rất là ngon nha.